Cảnh báo biến thể virus COVID-19 mới ở tâm dịch lây lan nhanh. Sôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo. Thương lái nuôi heo gột thu lợi nhuận cao trong dịp Tết. Câu chuyện về ngôi nhà mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đào Duy và Quang Huy xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Ngoài những thông tin nóng vừa rồi trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng tận một sở thị nhiều loại nông sản độc lạ đón xuân Tân Sửu 2021 hiện đang thu hút nhiều khách du lịch tìm đến Đồng Tháp. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng đến với tin nóng đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyên mục tin nóng với những thông tin về dịch COVID-19. Thưa quý vị, liên quan đến trường hợp một nữ sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 ở trường đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều nơi, đang tiến hành truy vết để cách ly những người liên quan. Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa phát thông báo khẩn số 1 đề nghị những người đến các địa điểm sau cần liên lạc với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. Ngày 19 đến ngày 29 tháng 1, lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Đại học Thủ Dầu Một, phường Phú Hòa. Ngày 19 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa. Ngày 19 tháng 1, 21 tháng 1, 26 tháng 1, tiệm cơm Thanh Bình, đối diện cổng số 2, Đại học Thủ Dầu Một. Ngày 20 tháng 1, 26 cho đến 28 tháng 1, tiệm cơm Chí Hùng, số 558 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa. Ngày 27 tháng 1 và ngày 29 tháng 1, tiệm tóc Hùng Tokyo, số 551 Lê Hồng Phong, khu phố 3, phường Phú Hòa. Từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 19 tháng 1, lẩu băng chuyền Ichi, gần sân banh Gò Đậu, phường Phú Thọ. Sở Y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo những người từng đến các địa điểm trên cần gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, đồng thời chủ động khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Quý bà con có thể liên hệ đến số điện thoại của các cơ quan sau: Bộ Y tế 1900 9095, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương 0274 384 8054, 0274 384 8056, 0909 633 388, Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một 0903 711 144. Kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Chí Linh của Hải Dương và thị xã Đông Triều của Quảng Ninh. Và nhận định về tình hình dịch thì Phó Thủ tướng cho biết rằng đến nay có thể khẳng định tâm dịch ở xã Cộng Hòa, thành phố Chí Linh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên thì biến thể mới của virus lan rất nhanh, người dân giao lưu, đi lại nhiều, không chỉ ở trong tỉnh Hải Dương mà khắp nơi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Hải Dương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, nhất định không được lơi lỏng. Tại Hải Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ 37 đi qua thành phố Chí Linh, cơ sở xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương. Toàn tỉnh có 45 điểm cách ly phong tỏa, dự kiến sau khi lắp đặt thêm các máy xét nghiệm, năng lực xét nghiệm tại chỗ của Hải Dương có thể đạt 10.000 mẫu mỗi ngày, đáp ứng được tốc độ lấy mẫu xét nghiệm hiện nay. Sau 4 ngày dồn sức, đến nay cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương, với tốc độ lấy mẫu truy vết khoanh vùng như hiện nay, sau 10 ngày có thể kiểm soát khoảng 80% dịch. Tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất với quyết tâm rất lớn, nhận được sự đồng lòng, góp sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, dồn toàn lực cho việc điều tra truy vết các trường hợp đến tận F4, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm khoanh vùng cách ly và dập dịch theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Kính thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 với biến thể mới lây nhiễm nhanh trong cộng đồng, mới đây hơn 100 cô trò ở Hà Nội và Hải Dương là F1 đã phải tạm biệt gia đình ngay trong những ngày sắp Tết để vào khu cách ly phòng COVID-19. Trong số này có hơn 40 cô trò lớp 4B, trường tiểu học Hiến Thành, tỉnh Hải Dương. Đây là phần nhật ký ngày đầu tiên ở nơi cách ly của cô Trần Lệ Chi, giáo viên dạy thể dục và là một trong 6 cô giáo theo cùng 34 học trò lớp 4B, trường tiểu học Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào cách ly. Dự kiến các cô trò sẽ ở đây đến ngày 20 tháng 2, tức là mùng 9 tháng Giêng. Lớp 4B có một học sinh dương tính với COVID-19 và các cô trò trở thành F1 phải đi cách ly tập trung.
Tinh thần tự giác, trách nhiệm với cộng đồng đã được thầy cô giáo học sinh tại trường gương mẫu đi đầu. Dù ở đó, còn nhiều nỗi lo, cảm xúc bất ngờ khi lần đầu đón Tết xa nhà, đặc biệt là với các em nhỏ. Tối ngày 31 tháng 1, báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi kiểm tra, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm dùng từ rất may khi cho biết xét nghiệm lần đầu tại trường tiểu học Xuân Phương cho kết quả tất cả đều âm tính với Covid-19. Nhật ký cách ly ngày đầu tiên của cô giáo Trần Đệ Chi có viết: 11 giờ các bác sĩ lại mang cơm tới giường, mọi người ăn cơm tại giường của mình. 12 giờ 30 phút, nhìn ra ngoài sân mới thấy nhói tim khi các y bác sĩ ngồi ăn cơm, nằm nghỉ ngay tại thảm cỏ nhựa dưới sân vì giường đã nhường hết cho người cách ly. Những thiên thần áo trắng đã như vậy từ đêm qua rồi. Kính thưa quý vị, giữa tâm dịch, một lần nữa những nghĩa cử cao đẹp của các thiên thần áo trắng, những người hùng thầm lặng lại tiếp tục cống hiến và nỗ lực âm thầm cùng với người dân cả nước chiến đấu hết mình trong trận chiến đẩy lùi dịch Covid-19. Dẫu rồi đây, sự sum vầy với gia đình trong ngày Tết truyền thống với họ đành gác lại đón xuân xa nhà. Một lần nữa xin được cảm ơn những thiên thần áo trắng, những đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng chức năng đã hết lòng vì nhân dân. Hơn bao giờ hết, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần, chống dịch như chống giặc, dù là thời chiến hay thời bình, để có thể đẩy lùi dịch bệnh sớm hơn. Thưa quý vị, chuẩn ISO là quy trình nhằm tránh rủi ro trong những tai biến y khoa, đặc biệt về quy trình thận lọc máu nhằm giúp người bệnh cải thiện được chất lượng lọc máu trong việc chạy thận nhân tạo và ổn định hơn về mặt pháp lý nếu có bất thường xảy ra. Và mới đây, Bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa được trao chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, đánh dấu sự kiện bệnh viện tuyến quận đầu tiên trên cả nước đạt tiêu chuẩn quốc tế mới nhất trong việc điều hành quản lý các quy trình trong thận lọc máu. Theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, khoa thận nhân tạo sẽ kiểm soát được các hoạt động chạy thận một cách khoa học, an toàn và đồng bộ. Cụ thể, bệnh nhân chạy thận phải đúng ca, đúng giờ và đúng số máy. Các quy trình chạy thận như ai làm gì, xử lý nguồn nước RO, chạy thận đều được giám sát chặt chẽ, hạn chế và kiểm soát rủi ro do tai biến cho bệnh nhân. Đây là cơ sở pháp lý cho hoạt động chuyên môn, nâng cao tinh thần tuân thủ kỷ luật về thực hiện quy trình cho nhân viên y tế. Khi đạt được cái chứng nhận này, thứ nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị thì bệnh viện đầu tư hẳn 20 máy Nipro của Nhật, hệ thống RO cao cấp, hệ thống rửa màng bằng máy, và cơ sở vật chất của mình phải đảm bảo được kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy trình một chiều, tức là rác vô từ đầu khoa cho đến ra khỏi khoa là quy trình một chiều, cũng như các quy trình rửa màng lọc, trữ màng lọc đều là quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn một chiều. Việc áp dụng quản lý chất lượng chạy thận nhân tạo quốc tế tại một bệnh viện tuyến quận được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân không cần phải di chuyển xa nhưng vẫn được hưởng lợi, tin tưởng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Hiện tại, dù đầu tư nâng cấp trang thiết bị và quản lý chất lượng thận nhân tạo đạt chuẩn quốc tế, nhưng được biết bệnh viện vẫn chưa điều chỉnh mức chi phí chạy thận cho bệnh nhân. Kính thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Và cũng chính vì thế mà thị trường đồ lễ cúng kiến đang bày bán tại các chợ truyền thống đang trở nên cực kỳ sôi động. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Tết Ông Công Ông Táo năm nay rơi vào ngày 4 tháng 2 năm 2021 dương lịch, tức là thứ Năm. Tranh thủ thời gian, nhiều gia đình đã chọn mua các vật phẩm cúng kiến vào dịp cuối tuần để đưa táo vương về trời. Theo ghi nhận tại các khu chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh các mặt hàng trang trí Tết, các mặt hàng phục vụ lễ cúng Ông Công Ông Táo được bày bán khá đa dạng, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân, thần linh, cá chép giấy, tiền vàng, hương nến, bày bán nhiều tại các chợ dân sinh, chợ cóc, hàng rong. Năm nay giá cả các đồ hàng mã không có nhiều sự biến động so với mọi năm và so với những ngày thường. Giá bộ vàng mã cúng Ông Công Ông Táo dao động từ 35.000 đến 200.000 đồng một bộ tùy chất liệu và kích cỡ. Quần áo từ 10.000 đến 25.000 đồng một bộ, ngựa từ 20.000 đến 80.000 đồng một con tùy loại, tiền vàng thỏi vàng thần tài có giá từ 25.000 đồng. Bên cạnh các mặt hàng bánh mứt thì có thể nói thịt heo là một trong những thực phẩm không thể nào thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao vào dịp Tết, nhiều hộ nuôi heo ở Đồng Nai đã tranh thủ nuôi heo gột, thu về lợi nhuận cao. Cụ thể hình thức này ra sao, quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Dự đoán giá heo hơi tăng cao trong dịp Tết. Cách đây hơn một tháng, nhiều thương lái người chăn nuôi ở Đồng Nai đã mua heo xuất chuồng có trọng lượng từ 100kg trở xuống về nuôi tiếp. Đến khi heo tăng trọng lượng khoảng 140kg thì bán ra thị trường. Hình thức này gọi là nuôi heo gột,
thời gian nuôi ngắn nhưng lợi nhuận rất cao. Với mức giá heo hơi hiện tại dao động từ 80.000 đến 86.000 đồng một kg, nhiều người nuôi heo gộp ở Đồng Nai thu lợi từ 1,6 đến hơn 2 triệu đồng một con heo. Người bán vừa được lợi vì mua heo giá thấp lại không tốn chi phí mua heo giống với giá cao. Đây cũng là giải pháp để tăng sản lượng thịt heo cho thị trường và tăng lợi nhuận cho người nuôi. Tất cả mọi người mỗi khi đi chợ, nhất là những ngày cận Tết, lượng mua sắm tăng cao thì thường vẫn có thói quen là treo lương thực hoặc là treo thực phẩm ở ngoài xe để đỡ phải xách nặng. Thế nhưng chính điều này lại tạo cơ hội cho bọn đạo chích dòm ngó. Và minh chứng cho điều mà Đào Duy vừa mới cảnh báo là một nữ quái sau khi dòm ngó một túi thịt heo của khách treo ngoài xe để vào cửa hàng mua đồ thì đã rón rén đến lấy trộm nhưng đã bị phát hiện. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Sự việc được camera nóng cập nhật tại thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Người phụ nữ bịt khẩu trang như ninja màu áo hồng đội nón trắng thấy bịch thịt heo để trên xe liền rón rén đi tới định nhanh tay lấy trộm. Rất may một người phụ nữ trong nhà đã phát hiện hô hoán nên chị ta đã bỏ chạy mất. Cũng liên quan đến thói quen treo đồ trên xe, nhưng lần này thì chủ nhân của túi đồ đã không may mắn như chủ nhân của túi thịt heo đang lên giá ngày Tết vừa rồi, thưa quý vị. Tên trộm đã ra tay như thế nào? Mời quý vị cùng xem video clip và cảnh giác cao độ hơn nhé. Vào trưa ngày 29 tháng 1 năm 2021 tại Long Xuyên, An Giang, thấy túi đồ của một người treo trên xe Vision xanh, đối tượng nam tấp xe vào bên cạnh rồi rón rén cúi người tránh phát giác của mọi người xung quanh để lấy trộm túi đồ, trong đó có mỹ phẩm của người phụ nữ mới mua chưa kịp dùng. Rồi sau đó, hắn đã nhanh chân leo lên xe chạy đi mất. Bên cạnh lúc này là một quán cơm, nhưng mọi người trong quán không ai phát hiện ra điều bất thường. Thêm một nạn nhân nữa của thói quen để đồ trên xe, thưa quý vị, nhưng lần này số đồ bị mất trộm khá đắt tiền. Đúng là thời buổi trộm cắp lộng hành nên mọi người không nên bỏ đồ cá nhân, hàng hóa thực phẩm lại ở trên xe để đề phòng trộm, quý vị nhé. Và món hàng đắt mà Quang Hy vừa nhắc đến là gì thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi đoạn video clip ngay sau đây. Sự việc được ghi nhận tại một vựa cua Cà Mau ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc này chủ vựa cua có để hai thùng hàng phía trước rồi quay vào nhà để đi vệ sinh. Thì có một người đàn ông chạy xe Dream tới, quay sẵn xe rồi nhanh tay bưng hai thùng cua lên xe chạy đi mất. Hành động chớp thời cơ quá nhẹ khiến chủ vựa ngỡ ngàng. Còn tên đạo chích kia thì có một đống cua để đãi cả dòng họ cùng ăn Tết. Những ngày cận Tết này thì các tiểu thương buôn bán ở các chợ hay là các chủ cửa hàng tạp hóa luôn phải làm việc, phải nói rằng là hết công suất để có thể phục vụ cho các thượng đế của mình. Và đúng là như vậy. Chính vì thế nên là nhiều chị em tiểu thương hay là chủ cửa hàng tạp hóa vì quá mệt nên đã tranh thủ chợp mắt ngay nơi mình buôn bán. Và một chủ cửa hàng tạp hóa vì vậy đã bị trộm viếng thăm và phải trả giá cho giấc ngủ vội của mình. Một cái giá khá đắt. Do khách những ngày cận Tết mua hàng hóa rất đông, phải làm mệt nên chủ cửa hàng tạp hóa ở Tây Ninh nằm ngủ quên dẫn đến trộm vào lấy tài sản. Như quý vị thấy, một đối tượng không đeo khẩu trang mặc đồ xanh lẻn vào lấy trộm điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, mà người phụ nữ bán tạp hóa vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, bánh mì ngày nay đã trở thành món ăn nhanh quốc dân của tất cả mọi người, mọi miền vì sự đa dạng, tiện lợi và quan trọng nhất là giá thành hợp túi tiền. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy bánh mì ở bất cứ đâu, từ vỉa hè, con hẻm, khu phố lao động cho đến trung tâm thương mại sầm uất. Thế nhưng có bao giờ quý vị thấy bánh mì được bán trên một chiếc xe tải lưu động chưa? Và với mong ước là nhân rộng mô hình bánh mì xe lưu động, góp phần đưa hình ảnh bánh mì Việt đến bạn bè quốc tế, anh Lê Minh Tiến, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, đã bắt đầu cuộc hành trình mang tên Bánh mì xe tải 117. Cứ đều đặn mỗi ngày trong tuần, bánh mì xe tải 117 của anh Lê Minh Tiến lại đỏ lửa để phục vụ các thực khách và du khách trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc này đã diễn ra gần 3 tháng nay. Từ cuối năm 2019 là bên công việc cũ của mình nó cũng không được thuận lợi do dịch bệnh. Thì mình mới tìm hiểu qua cái việc kinh doanh thực phẩm. Ban đầu thì chỉ là kinh doanh thực phẩm đông lạnh và những dạng bánh. Nhưng sau đó là mình mới thấy cái mô hình kinh doanh ở trên một cái xe tải. Nó sẽ có cái ưu điểm, đó là giảm thiểu được rủi ro về việc đầu tư mặt bằng. Và xe tải nó cũng là cái tài sản của mình luôn. Thì cùng thời điểm đó là dịch bệnh bùng phát. Thì cũng là thời gian mình ở nhà mình nghiên cứu kỹ hơn về mô hình này. Và thấy có thể triển khai được và cũng có tiềm năng để nhân rộng.
Để cho ra đời những món bánh mì độc đáo, anh Lê Minh Tiến cùng nhóm của mình đã dành nhiều tháng để mày mò và nghiên cứu. Từ những hương liệu tự nhiên, những công thức chế biến sao cho bánh mì vừa ngon, vừa đầy đủ chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của mọi người. Thì mình ban đầu thì mình đọc một cái bài review ở trên Facebook á, xong rồi cái mình thấy gần nhà nên là mình cũng qua ăn thử, rồi mình thấy là ngon nên là mình quay lại. Ở đây là có món cái bánh mì cách lát á, ăn rất là đã, là trình ở trên trình bày rất là đẹp, mà cái khẩu phần một phần bánh mì của mình ăn cũng rất là đầy đủ ngon. Bánh mì này thì nó khác với bánh mì hay ăn, là bánh mì này có độ giòn và những cái món như là chả và nem đồ thì nó rất là lớn. Người bán đã chia ra hai loại là bánh mì riêng và những đồ ăn bên trong riêng, nên là mình có thể dễ lựa chọn những món ăn mà mình thích. Khi mà lần đầu tiên ăn cái món bánh mì này thì mình cảm thấy là rất là lạ, tại vì là bánh mì nó sắc ra từng miếng và nó cuốn lại, thì ăn có cảm giác nó giống như những cái món cơm cuộn của Hàn Quốc á. Mì của mình chọn một cái thực đơn, có khác với nhau là cái phần nguyên liệu thôi. Mình chọn bánh mì baguette, và những cái nguyên liệu kia đều là những nguyên liệu được sản xuất có chứng nhận đầy đủ, và mình bán dựa trên cái hương vị hơi tây một chút. Mình cũng tìm hiểu thấy rõ rằng cái dinh dưỡng trong cái ổ bánh mì á, nó cũng rất là cần thiết, cho nên là khi mà làm một cái thực đơn thì mình cũng quyết định ở trong cái nguyên liệu của nó sẽ bao gồm bao nhiêu phần trăm rau, bao nhiêu phần trăm thịt và đạm, và kết hợp với đó là cái các dạng tương sốt làm tăng và dậy cái hương vị cho bánh mì. Theo anh Tiến cho biết, ý tưởng bánh mì lưu động được anh ấp ủ từ rất lâu, vì trước đó anh đã kinh doanh trong ngành thực phẩm. Khác với khái niệm, bánh mì lưu động phải luôn di chuyển trên các tuyến đường và nhiều địa điểm, thì đối với anh, xe lưu động là mặt bằng kinh doanh, vừa quảng cáo cho thương hiệu của mình. Mình lưu động thì người ta hay nghĩ tới vỉa hè là bán rong, nhưng mà đối với mình thì mô hình lưu động chỉ là chuyển hóa từ một cái mặt bằng cố định sang một cái phương tiện có thể di chuyển. Ban đầu mình cũng nghĩ nó phải đi bán chỗ này một chút, chỗ kia một chút, nhưng nếu như vậy thì không thể có một lượng khách hàng quen thuộc. Duy nhất là cái điểm độc đáo nó là nằm trên một chiếc xe, nó có thể di chuyển để có thể vừa quảng cáo mà cũng vừa kinh doanh, và mình cũng có thể cất xe gọn lại nếu như mà mình không có vào những thời điểm lễ Tết. Mỗi ngày xe bánh mì của anh Lê Minh Tiến vẫn rực rỡ một góc đường của thành phố Hồ Chí Minh. Bánh mì xe tải 117 không chỉ là món ăn với vẻ ngoài độc đáo, mà còn là món ăn tinh thần, món ăn sức khỏe của các thực khách khi đến đây. Bên cạnh đó, anh Tiến có hoài bão lớn, tạo ra khu vực tập trung anh em bán hàng lưu động, phương tiện xe tải, thành khu vực ẩm thực tương tự như phố đi bộ, là điểm nhấn về du lịch, cũng là bước đệm tạo ra xu hướng về du lịch ẩm thực cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Việt Nam, và hành trình đó sẽ được duy trì đến khi ngọn lửa trong tim vẫn còn cháy bỏng. Thưa quý vị, mô hình kinh doanh lưu động với đặc trưng nhanh chóng, kịp thời đã giải quyết được nhiều khó khăn trong kinh tế hiện nay. Và bánh mì xe tải 117 không chỉ là mô hình kinh doanh tiêu biểu, mà chứa bao nhiêu thông điệp, ý nghĩa của một nhóm bạn trẻ không ngừng cải tiến và cho ra những biến tấu mới để có thể tô đậm thêm sự định danh của món bánh mì dân dã trên bản đồ ẩm thực thế giới. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.